buổi tối tại nhà chồng Loan là rất nhiều cô chú anh chị đang này để đến đây mua đồ của chồng Loan. Nói chung là chị chồng Loan thì từ từ giờ cũng chưa về cô chú anh chị ha. Đó thì trong đó anh Khoa cũng cầm những túi đồ ra cho các khán giả đó nha. Khán giả bắt đầu đứng đợi chờ cô chú anh chị. Cô đã hỏi cái trong là có anh hải chồng chị chồng Loan như thế này. Nói chung là bé Kem hôm nay không đi học cả nhà, thì cháu đã thi thi xong kỳ một cả nhà, và cũng như là con của em thôi, con của em có thể cũng thi xong kỳ một thì cũng nghỉ về nhà cả nhà. Anh Hải đang ngồi trong bàn máy tính. Nói chung là hồi nãy có một anh nhắn tin cho em là cái sau ngày hôm nay không thấy Thành Mỹ. Nói chung là Thành Mỹ có trong nhà nó cô chú anh chị, mà Thành Mỹ ngồi trong không gặp kia, nên nói chung là em ngồi đây em quay trẻ cô chú thôi, chứ ăn không có đi sát vào bên trong cô chú anh chị. Những có cô chú anh chị nè dùm Loan để em quay chia sẻ, có nhà thì chuyện Loan đi ra ngoài là cô chú anh chị để em quay chuyện Loan bán hàng thôi. Có một thông tin mới là chuyện Loan thì sẽ đáp gì cô chú anh chị ơi. Chị ông Loan vừa về thì gặp một cô giáo cô chú chị phía trước phía trong luôn đó, đặt hàng luôn. Chị ông Loan vừa về để bán hàng luôn cô chú chị ơi, rất là tuyệt vời cô chú chị. Chị buổi tối là rất đông cô chú chị khán giả để mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan có tối hôm nay. Nói chung chị Hồng Loan vừa về thì cũng gặp một cô giáo đến đây luôn cô chú chị, cũng chia sẻ đó, chị Hồng Loan đang đứng phía trong của cô chú chị ơi. Anh Phương đang phía trước, chị Hồng Loan đang phía trong ngồi ở trong máy tính ha. Anh Khoa mới nhận một hàng khủng cả nha, một hàng đặc biệt, chắc đó là hàng bên khán giả gửi cả nha, khán giả gửi cho cô chú anh chị, mà rất là khủng luôn, một nguyên một thùng đồ luôn cả nhà ơi. Đó. Anh Khoa với anh Phương vừa khiêm trong với anh Rapper đang phụ nữa cô chú anh chị. Chị vào bên đây để mua đào cho chồng Loan cả nhà ơi. Phương ngồi trên bàn máy tính nghe cả nhà. Thành Mỹ nè, có một anh comment anh kêu là sao ngày nay không thấy Thành Mỹ. Thành Mỹ đang ngồi phía trong với anh ơi, trong cái bàn máy tính ở chỗ mà chính giữa chồng cũng ngồi là phía trong nữa, là có cơ hội hôm trước là cái bàn máy tính của anh Quang cái toán của chị Hồng Loan, bây giờ là anh Thành Mỹ ngồi phía trong và anh Phương ở ngoài cả nhà.
Nói chung là các anh em cũng thay đổi liên tục, qua vòng anh này bằng nọ, bên này là có hai bạn nữa của chú chị ở anh Khoa đó nha. Hai chị Hồng Loan đi ra ngoài cũng rất là lâu, cũng chưa về của chú chị. 6 giờ rồi cả nhà ơi. Đây cái nhà chị gái khi mà mua vàng đặc biệt luôn, nhiều luôn. Đây là hàng mới luôn cả nhà. Đây là hàng kim đánh răng và mỹ phẩm của chú chị. Vừa về chồng anh trả mua chồng à, chị ở nè, đi xe máy đứng nè cả nhà. Không có mưa cả nhà ơi, không có mưa. Rapper này mới vô hàng xong cũng đi về nữa. Mới đi vô một cái thùng hàng là anh bực lại đây nè, ở phía trong là ở nhà đi ăn tối là có anh Huỳnh Ân Khoa có nhà anh. Chào cô chú anh chị các bạn, qua đây là một canh tin bên bề nghe cô chú nhẹ ha. Hiện tại trước mặt em đây là có một cô vừa vào trong để vừa vào mua hàng ra cả nhà.